Sorry. Bây giờ làm sao để không ngợp để mà mình đi xuống Đây dưới đây, đây nè. xuống đi. Ơ kìa. Đi 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 đi, xuống đây mấy ông ơi. Bị ngợp ông Nhảy ơi. xuống hả? Không Nhảy xuống chết không? không hề, không hề. Xuống đây, Ok, xuống đây. ok. Thôi đừng chơi khô máu thế nè. Ôi! Hãy lên Facebook và tìm kiếm Geocast. Ở đây 18:30 mỗi ngày mình có đăng những video game cực kỳ hay, đừng quên ấn thích nha. Hello. Chào mọi người đã cùng đến với ngày thứ tư ở trong server Minecraft NFB YouTuber Việt Nam nha mọi người. Rồi thì ở trong tập trước thì chúng ta đã bị chiếm rồi đúng không? Mọi người bạn nào chưa xem cái livestream ngày 2 tháng 5 buổi sáng thì có thể xem lại nha. Thì livestream đó mình có cày đồ lại cũng như là được nó set cưu mang các kiểu, thì như vậy là chúng ta đã có full set kim cương cũng như là được tặng hình như là ba mấy viên kim cương á, mình chế tạo được full set cũng như là dụng cụ này kia. Thì ngày hôm nay á có thêm một số YouTuber mới vào cái thế giới của bọn mình đó. Thì á tại vì có những YouTuber mới vào thế giới của bọn mình á thì anh MK bắt đầu đứng ra làm phiên tòa, kiểu như là đứng giữa mọi người đó để mà xử lý giải quyết cái chuyện mà tranh chấp bữa giờ mình với cả Captain John và TL, như là nó sớt Deadpool này nọ đó. Để coi là hôm nay thì TL sẽ xử lý như thế nào cho mọi người, xem TL có chịu đình chiến hay không, tại vì mình đã đình chiến với anh John rồi. Alo. Ok, giờ chúng ta cùng ngồi đợi thôi. Ola. Thì như mọi người đã thấy là ở đây có rất là nhiều YouTuber luôn đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 người. À. Thì hôm nay có một số người nhập cư mới đến á, cho nên là tụi mình cũng ra chào hỏi luôn. Như là Kira nè, với cả Rabo. Rồi WinZ, rồi hết rồi. WinZ thì ngày hôm qua mình không có thấy, bữa nay mới vào anh em ạ. Rồi thì bây giờ tụi mình đang đợi TL ra để nói chuyện chính mặt một lời nha mọi người. Coi TL xử lý như nào, ngày hôm qua tại sao lại đánh nhau các kiểu sùm si bèn. Và mình đã mất 6 máu, ổ 3 máu, giờ còn chỉ có 6 máu thôi. Khá là buồn luôn đấy. Dạ tụi mình đang đợi TL đây mà, TL không biết đi đường nào mà lạc đường, trời ơi. Hay gì đợi nãy giờ, thôi bây giờ chúng ta cùng đợi thêm một tí nữa coi thanh niên TL vào như thế nào nha mọi người. À, mọi người đang đợi đây quá trời lâu rồi nè, nãy giờ xử lý chính mặt một lời mới được. Đây gì đây? Đây rồi. Bây giờ chú binh sĩ, kẻ phán xử, người phán xử. Người phán xử. Đây rồi. Đây. Bây giờ chúng ta hãy chính mặt một lời đi. Từ bây giờ á. Chính mặt một lời. Đầu tiên á là có hai cái vấn đề triệu tập mọi người quay trở lại spawn. Thứ nhất là để giới thiệu những người mới. Ở đây là chúng ta sẽ có chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 người mới. Đầu tiên là Captain John nè. Hai là Kira MC nè. Ba là Deadpool nè. Bốn là Robo nè. Và năm là WinZ nè. Đây, nhầm chàng pháo tay đi các bạn ơi. Rồi, và việc thứ hai nữa là phổ biến một tí cái luật chơi của server dành cho mấy bạn mới. Chắc là mấy bạn biết rồi đúng không? Là ở đây là chúng ta sẽ sinh tồn kết hợp với việc là cạnh tranh, với lại sẽ là gì ta? Đánh nhau đúng rồi. Gọi là chiến sao ta? Gọi là chiến tranh đúng rồi. Mà mỗi người khi mà chết á là sẽ bị mất một team. Nếu mà như là TL đánh Zio thì TL sẽ nhận được một team của Zio và Zio sẽ bị mất một team. Đừng có ghét rồi. Đấy. Và việc thứ tiếp theo nữa là ngày hôm nay phe của Zio muốn đình chiến với lại phe của TL. Đúng. Đấy. À thế à. Chiến tranh không mang lại tốt đẹp gì hết à. Đúng, chiến tranh chỉ gây đau thương thôi. Và có một cái vấn đề á là muốn đình chiến để mọi người cùng nhau phát triển kinh tế. Đấy, để phát triển kinh tế. Ghê vậy. Đấy. Để và trước khi đình người... chiến thì xin lại một hai họ giọt tiết. Không nha, tiến là vô tay quan và cứu quan nha. Đình chiến thì sẽ suy nghĩ lại để bàn với anh John nha. Ok à. Không. Đấy, chúng ta sẽ đình chiến tại đây luôn. Họ không có quyền lựa chọn. Nếu như TL mà không đình chiến là mọi người trong server qua thì... nha. Đúng rồi, thì em sẽ là một mình đánh cả server. Đấy, coi cũng phải để em nói chuyện với anh John chứ, tại anh John team em mà, đúng không? Không phải, nhưng ở đây nhưng có nghĩa tôi đồng ý rồi, là tôi đồng ý với Dio trước server, rồi. Em hiểu không? Chứ tôi đồng ý không với ai đánh trước ai rồi. Cả trong vòng một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải là kiểu đình chiến luôn, hiểu chưa?
để cho mọi người phát triển kinh tế, mọi những người mới họ còn theo kịp, họ còn sắm sửa trang bị, nâng cấp trang bị lên để có thể là đánh nhau chứ. Chứ đúng. Không là em đầy đủ đồ hết rồi, bây giờ em vì một xã hội công bằng. Bạn mới thì sao được? Đúng chưa? Vì một xã hội công bằng. Vì một xã hội mạnh. Không ai biết chuyện với anh John nữa đâu. Em qua một góc nói chuyện với anh John nha. Ok, em có năm em có 30 giây. Thôi 30 giây. 30 giây còn đang tạo group nữa. 35 giây. Anh sẽ bắt đầu bấm giờ. Ok chưa? Vệ sĩ chúng mình này. Rồi. Rồi, như vậy là TL với lại Captain John là đang thảo luận rồi, thì bây giờ anh em mình nếu như mà mọi người nắm rõ rồi thì mọi người có thể tách ra sinh tồn cũng được. Đấy. Còn, đúng đúng đúng. Nếu như không thì ở lại không hết cũng không có vấn đề gì. Ok ui, nha. Cái pool này cũng giàu thế. Team tôi cũng lớn mạnh lắm nên là người mới nào qua thì cứ qua nhá. Người mới nào qua thì cứ qua nhá. Luôn đón chào. Liên minh. Welcome. cho xin slot đi, cho xin slot đi. Phí là một stack kim cương nha. Dạ thôi, bao nhiêu mình nha. Ảo thật đấy chứ. Đùa rồi đấy. Thực ra là hai stack cơ. Bây giờ tụi mình đứng đây, tụi mình đợi TL thảo luận xíu đây rồi TL quay lại. Nhưng mà bây giờ nếu như không đồng ý á là một mình TL với Captain John sẽ phải chống lại 7 người. Đúng đúng, đúng chứ. Bởi vì đây là luật chung của server. Đây là luật của server rồi. Kẻ tội đồ sẽ phải hứng chịu. Đã nói là thẩm phán ở đây rồi. Ông kia ra, ông kia ra, người mới cẩn thận bắt lẻ nha ông. Ông có quyền cãi ở đây. Ông đang đi mai mà bị ai giết ông cũng có thể bị chết đây. Đã đi qua đây, đứng này nó hóng hớt rồi nè. Ta lo bạn chuyện lớn quá, đứng đây còn nghe nữa đây mà. Hồi la làng sờm hết. Zombie. Nhưng mà sao, tại sao lại là phải bên đó chống lại 7 đúng không? Chưa biết người bên đó sao nữa mà. Mình phải nghe, mình phải nghe. Mọi người á, đang muốn á, là bây giờ á, là đình chiến để cho mọi người tập trung phát triển kinh tế, tức là nâng cấp trang bị lên để an toàn, không có phải lo sợ là coi như là bị ai đánh lén hết, hiểu không? Đấy, chứ không phải là kiểu như là bên đó sợ em mà đình chiến. Đấy, bên đó là kêu là vẫn có thể chơi khô máu được. Nhưng mà là vì tất cả mọi người, vì tương lai của server. Đó. Là như vậy chứ không phải là kira. Sợ. Hiểu chưa? Còn mà bây giờ em nói là em ra điều kiện là bao nhiêu ta? 10 vàng hả? 10 vàng. Đúng rồi. Mà bây giờ ok, đợi em tới nha, để em đi đàm phán cái đã. Chết tim á. Ok. Thì đình chiến. Sao rồi, sao rồi? Qua đây sao rồi? Có kết quả. Rồi xuống đây. Từ từ, kết quả đây để em thông báo. Để anh thông báo nè, bên kia đòi đồng ý, nhưng bên đó đòi là phải làm 10 vàng cống nạp. What? Trong suốt thời gian đình chiến. Trong khi người ta đang lấy Zio là 4 máu anh. Tụi em đã bị mất hết 4 tiết canh rồi. Đúng rồi, 4 tiết canh rồi, giờ Zio không thể sinh tồn được bình thường nữa rồi. Giờ vào là em giờ anh cũng nói rồi, anh nói là bên em là không chịu. Đây là luật chung của server. Đó, bên kia vẫn đang suy nghĩ, từ từ đợi tí. Ui, cắt cổ đây. Qua hội đồng thôi. Kira, qua đây. Qua đây, qua đây. Là đình chiến á, là đình chiến tạm thời thôi. Nói là đình chiến nhưng mà căng thẳng quá. Nhưng mà bây giờ nhá, cho tất cả mọi người vẫn có thể gọi là phản bội bất cứ lúc nào, ông hiểu không? Thế nên là cái đình chiến này chỉ là biện pháp tạm thời trong 1-2 ngày thôi à. Đúng rồi. Ông cũng phải có team, ông mà không đi một mình được đâu. Tôi cho ông ba sắt làm lấy lòng tin này. Không. Tôi mới vô tôi không tin được bên nào hết. Lỡ bọn ông lừa bán tôi hay sao? Không. Không lừa đâu, bọn tôi phe hiệp ước mà. Tôi là phe hòa bình đúng không ạ? Quan trọng là giờ tôi mới vô, tôi biết đâu được mấy hôm nữa mấy ông lại còng cái dây cổ tôi bắt tôi cày ruộng các thứ gì ra. Không. Tôi không bắt. Tôi cung cấp cho ông hết mọi thứ. Sợ lắm, mấy hôm nữa lại thành con trâu con bò cày ruộng chết. Có bên tờ lờ thôi nhá, bên sao, tôi là sao, không sao, phải đồng minh không ạ? Mình cứ cho họ nghi ngờ mình đi, xong đến lúc họ chết họ tự đúng rồi. Không phải là nghi ngờ, nhưng mấy ông phải cho tôi một thời gian làm quen môi trường đó chứ. Ông cứ làm quen đi, xong đến lúc ông bị dí bởi TL thì cứ gọi bọn tôi nhá. Đến lúc ông gặp ác ma thì ông sẽ biết như thế nào nhá. Đúng rồi, đến lúc ông bị chém, đến lúc đấy ông còn 1-2 team, ông chắc lúc đấy ông cứu vội ấy. Thế giới này đầy sự nguy hiểm không ạ? Nào là ông chỉ có thể chế độ khán giả, ông xem mọi người thôi. Ông chỉ còn là linh hồn thôi đấy. Ông cứ nhớ cái điều đấy đây. Ông hãy trân trọng những lúc ông đang còn làm người đi nhé Kira.
Sợ quá ta. Ma là bọn tôi không thèm cúng ông đâu. Mày dạ. Rồi đợi tí xem kết quả nào rồi chưa. Qua đây sát đây, qua đây sát đây. Ai có đồ ăn không cho bao sinh miếng nha. Đâu qua. Đây đây, rau bầu. Vào nhóm đi, vào nhóm đi kêu. Mặc khẩu cũ nha sách. Mặc khẩu cũ nha sách. Bách cũ, bách cũ, bách cũ. Chấp trình son bê màu ấy. Alo. Ủa sao tôi vẫn nghe bên ngoài ta? Nhưng họ không nghe mình đâu. Ui, bây giờ lát ông có vụ rồi bồ lấy tìm không? Tôi có bây giờ, nhưng mà lát ấy phải lát chúng ta sẽ dụ Robo đi ra, nhưng mà một cái chỗ mà... Ủa mấy ông, thế là mình họp xong chưa? Mà cái chỗ mà... Cái chỗ xa xa tí nha. Thế là mình họp xong xa tí mà chúng mình không biết đấy, hiểu chưa? Ok nha. Không ai biết cả, cái này thì mình vẫn có thể... Thế là họp xong chưa? Ok nha. Xong pha này là mình xử nha, sách. Ok, áo rớp đi ông ơi, mình sẽ lấy ít nhất là 3 tim của Robo nha. Hai tim thôi. Lấy vừa thôi. Ông hai tim, tôi một tim chứ. Thôi tôi một tim, ông một tim nha. Thế nha, quyết định rồi nha. Thôi ông hai tim đi. Thôi tôi lấy nhiều quá, tội thanh niên ấy. Thanh niên cũng người mới ông ạ. Thế ông lấy hai tim đi, tôi không cần tim đâu. Ok nha. Ok, tí nữa nha. Ok, áo đi ông ơi. Deadpool như thế nào nha? Có đồ ăn không em? Có đồ sống. Ui. Đồ sống. Nướng lên. Ok, cảm ơn em nha. Anh với nội sách mới tìm được khu thiên đường. Ui. Gì vậy? Ủa từ nãy đâu ra vậy? Ủa từ nãy đâu vậy ta? Winchet lụm đó ông ơi. Này. Ok các bạn ơi, như vậy là chiến thuật của mình là mình sẽ lấy team những người mới nè mà. Chứ bây giờ mình sinh tồn thì hơi bị khó đấy. Tôi phải lấy lại một hai team của những cái người mà như là Kira hay là Robo này nọ, kiểu dạng họ không có đủ sức phản kháng này nọ đó. Đấy. Còn Deadpool thì bên team mình rồi. Ồ, bên kia có vẻ đàm phán gần xong rồi kìa các bạn. Mình qua mình kêu nó search phát đã. Ủa thanh niên nó search đâu ta? Để mình tìm coi. Thanh niên bên đây. Nghe gì đó. Sao gì? Đây? Dạ. Không nghe đấy. Mấy ngày này mấy ngày có kế hoạch đánh mình ông ạ. Không, có đâu. Mình mà bọn tôi phe đồng minh mà. Làm gì có đồ đây mà đánh. Làm gì có chứ. Đúng. Để tôi đang tin hot. Quay, tin gì đấy anh? Tin hot. Về setting. Anh em tập trung chưa? Anh em lên đồ. Anh em lên đồ đi, bên kia. Không đình chiến, quyết định. Ai da, chết. Ai chà. Không đình chiến à anh? Không chịu đình chiến và chấp nhận là chấp nhận 6. một vết 7 luôn. Một vết 6 thôi, làm gì có 7. Ồ thế anh em đi chiến. Đi anh em theo tôi. Bây giờ chiến. Là coi như là cái anh tới đây là công việc của anh đã hết rồi. Anh là coi đúng như rồi. Là không thể nào okay. Từ bây giờ đứng đây nha. Okay. Bây giờ đứng đây là tụi em chuẩn bị qua đó đúng không? Bây giờ anh sẽ qua đó thông báo một cái. Không, tụi em về nhà chuẩn bị vũ khí anh em ơi. Chưa, bọn em chuẩn bị đã. Rồi, nói chung là bây giờ anh thông báo vậy đó. Bây giờ tụi em có thể đi chuẩn bị vũ khí nếu như bên TL không chịu. Ok, ok. Chiến. Thì bây giờ anh sẽ okay. Quay thông báo lại nha. Rồi. Ok nha. Tất cả mọi người ra đây tôi bảo này. Tất cả mọi người ra đây tôi bảo cái này. Ok nha. Tất cả mọi người ra đây tôi bảo này. Hiện tại nhá, tôi với Zio đang liên minh, nhưng mà các ông cũng không cần liên minh với bọn tôi, các ông cũng có thể tự tạo liên minh cho riêng mình. Nhưng mà hiện tại là TL và anh Captain John là hai người đồ đang xịn nhất, với cả là cũng có thể bành trướng nhất. Đúng rồi, họ đang muốn bành trướng á, họ muốn giết tất cả mọi người bất cứ lúc nào. Đúng rồi, để họ lấy team ấy. Thì có thể là bọn tôi đang cần một khoảng thời gian, mọi người giúp bọn tôi một thời gian thôi, chứ không cần phải vào team hoạt động lâu dài. Đó, mọi người xem như nào, chứ bây giờ là không là mọi người không hợp tác là mọi người có bị bắt lẻ á. Mọi người thấy sao? Mọi người thấy như thế nào? Sách gì mà miếng này đi để tôi với Kira nói chuyện tí. Ok. Anh Deadpool với cả Winzet thì sao? Deadpool, Winzet những người anh em mình mà. Những người anh em mình mà. Chúng ta là anh em đúng không? Anh em chấm 4 người trở lại không? Đây. À da, hơi căng nha, chúng ta không phản bội nhau đúng không? Không, ai làm vậy, làm người ai làm thế. Được rồi. Nhưng mà chúng ta có muốn đánh họ luôn không ta? Để em còn chế đồ này. Ê khoan, mọi người có Solava hết chưa? Chiến thuật Solava đi. Đâu, tôi làm gì có Solava. Bây giờ mình đánh không có lại. Bây giờ sao không lại được ông? Ổng, bên ổng nhiều máu hơn.
Vì máu gì tôi có táo vàng đây mà. Có 3, yên tâm. Có hơn 3 team rồi à. Không ai có táo vàng nhiều, có mỗi WinZ thôi. Rio còn có mấy team à? Còn 6 team nè, hơi căng ấy. Rồi mình chơi được mà. Thôi thôi, ông dậy ngủ luôn đi ông ơi. Rồi định chơi luôn không? Không sao, chơi luôn. Nhưng mà tôi đi đằng sau nha. Tôi thôi còn không thì tôi đi trước, tôi dùng lava rồi anh em lên nha. Ok không? Ok. Từ gọi nốt kia ra đã, Hai ông đó giờ chưa có đồ thôi, chắc để hai ông đó đi nha. Tôi cho hai ông đó mỗi người một cái đồ nào ngon nè. Deadpool thiếu gì không? Không, đủ hết rồi, chơi rìu thôi. Ok. Thế khô máu đâu, tôi cho một quả táo vàng này. Tôi mấy thiên niên này sao không chịu đình chiến nhở, mấy thiên niên này thế thì không dám xây nhà rồi. Đúng rồi, kiểu này hơi khó ấy. Đúng rồi, khó quá. Để xem kia ra mấy bạn gì đây. Hello. Hello. Nhưng quan trọng là giờ hai bọn tôi làm gì có đồ đâu mà giúp bọn ông. Đây, bây giờ tôi cho bọn ông cái giáp gọi là cũng hơi hỏng một tí nhưng mà... Ê à, ông đừng làm như thế, ông đừng cho hết đây. Ông cho tôi biết ông định làm thế không mà. Không có cho đồ xịn nhưng mà mấy ông thủ một tí để còn không bị giết, hiểu chưa? Đấy, mấy ông kiếm giết, đấy ông ơi. Mất máu đó. Không mà, ông đừng đưa hết đồ kim cương cho tôi thích lắm. Đừng. Thôi, không có đồ này, đây, giáp đây kia rồi. Tham lam quá, có kim cương thì tôi xin nha. Rồi nha. Lên đồ nha. Đồ đâu ta? Đồ của tôi đâu? Anh thẩm phán này. Nó lại có một cái giáp sắt rách thế này. Chuẩn bị cuộc chiến khô máu anh ạ. À. Nè đô nè. Càng nhân nhự, càng bắn tới. Mình phải sự đời khởi nghĩa thôi nè. Có vũ khí hết chưa? Không có một cái gì hết á. Họ ở đâu? Họ đang ở đâu? Mấy đứa may mắn, anh đi đây. Tạm biệt mấy đứa. Họ đang ở đâu anh Mạc Ca? Bye anh nhá. Cứu anh ơi, đừng. Anh nghe nói là bên đó là coi như là về nhà để chuẩn bị rồi. Đúng rồi, chuẩn bị rồi. Tại vì có một cái thành viên mà đổi nhân vật đó, cho nên là bây giờ là hình như là đi lấy lại team hay sao đó. Nghe trời nói ơi, vậy, họ chạy mất rồi. Chú Minh này, trời ơi. Này kia đây. Bây giờ đây nè, đi theo cái hướng mà anh đứng nè, anh chỉ nè, đó, cái hướng đó là cái hướng căn cứ đó, đó, cứ đi theo đó. Anh em tiến lên đâu. Có thể kiếm được nhà. Từ, đồ ăn. Khô máu chưa anh em? Bên đó chỉ còn có một người thôi. Nè, phân phát có thể dí thoải mái chứ còn. Phân phát đồ ăn cái anh em ơi. Đây. Anh thiếu. Tôi không mày. Đây. No hớp cho vị trí của tờ L. Rồi. Rồi, thời gian phục thù là đây. Chúc mấy đứa gọi là săn mạng vui vẻ nha. Anh đi đây. Anh ráng giữ mạng nha. Rồi, anh em chiến lên luôn không? Tiến lên luôn không? Ok. Tiến lên luôn đi. Đi luôn hả? Đi ra đây ơi, đi ơi. Đi luôn. Được cho một đường nha, Vô lao đầu bán xong mất chết luôn. Bán xong bán chết luôn, cộng một. Kia ra với cả R3 cố gắng đừng chết nha, chết là mất máu á. Ok. Đừng để bị hạ nha anh em. Đi theo nơi sết này anh em ơi. Chúng mình bảo là đường này không biết có đúng không ấy. Đấy, đi qua ngọn núi bên đây nè, bên trái. Thế à? Qua đây. Phải không đó? Phải, tôi thuộc map mà. Trời ơi, ông mà thuộc map thì ai... Theo tôi, anh em cứ bình tĩnh, tin tưởng tôi nha. Ủa, hình như thiếu vậy ta? Nhưng mà có đúng không? Kira đâu? Kira đâu? Kira mất tiêu rồi. Kira đâu? Thấy bà lạc lòi rồi. Kira mất tiêu rồi. Trời ơi, thanh niên kia ra này trốn rồi, đào tẩu rồi. Đào tẩu rồi. Trời, chuyện gì không đẹp rồi. Không được rồi. Đúng không, đào tẩu rồi. Có lẽ nào? Anh em sống chết có nhau mà giờ trai mất tiêu rồi. Chết rồi, kia ra đào tẩu thiệt anh em ơi. Kira đào tẩu rồi. Tại sao cho chúng ta... Không lẽ kia ra qua kia rồi. Chết rồi. Phe đồng minh chúng ta lại có người như này nhờ. Có lẽ nào gián điệp không à? Ông mà nãy Rebao với lại Kira bàn là vô team mà sao lại ca lại chạy rồi. Trong đây đúng không? Ủa ta. Ơ kìa. Kira đào tẩu à. Hỏi luôn. Thôi nhưng mà cơ bản là bây giờ bỏ ông Kira qua một bên đi. Bây giờ mình cứ... Quan trọng là mình đang không biết vị trí của TL ở đâu. Tôi biết. Cứ theo tôi. Đi anh em ơi. Anh em theo tôi nha. Có gì giúp đỡ tôi nha, tôi đồ yếu lắm. Ok nha. Khoan đã, anh em nào lên trước tôi quả táo vàng này. Đây, tôi ông ơi. Tôi lên, tôi giáp lá cà trước. Zio cố gắng đừng có chết nha. Lên quốc trước đi. Không chết được đâu. Đâu không? Tôi bị bắt rồi á. Điêu. Điêu. Cái nhỏ nãy mà.
Điêu. Ok, tôi chưa kịp lấy nữa. À đây đây rồi rồi. Nào lấy rồi. Rồi ông ơi, đi đi ông ơi. Trời đeo à. Đây 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 đây. Khổng áo nha. Không có chuyện Kira bị bắt được, Kira đào tẩu rồi. Kira đào tẩu rồi. Đi 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 anh em ơi. Không, nhưng mà có đúng ở đây không á, sẽ... Dio? Chà hỏi sao. Đấy 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 đấy. Anh MK đấy không? Đây anh MK mà. Đây đây theo tôi qua qua. Đây tôi còn một quả đây. Qua đây là được, qua đây là được. Anh MK núp núp cái gì, làm chưa không thấy vậy? Kira cứ bảo là mấy ông kia nhốt, nhưng thực ra Kira đào tẩu mà. Kira đào tẩu rồi, Kira đang tính cái gì đó. Đúng rồi. Kia chỉ lợi dụng mình lấy đồ thôi. Nhanh nhanh em, trời sắp tối đó nha anh em ơi. Nào 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 nào. Kira lợi dụng lấy đồ rồi. Có chắc đường này không đã, Zio càng đi càng xa là bọn tôi quỳ luôn ấy. Đúng mà. Chúng ta bắt nhốt lại cha hỏi. Một lát chúng ta bắt lại nha. Đúng rồi, đúng rồi. Hình như qua ngọn núi này là tới không ạ? À? Hình như ông đừng hình như mà, xin đấy. Chắc chắn là qua ngọn núi này sẽ tới. Ok. Có chuyện đó, có chuyện bị sắp lá cà đó. Ông cứ ra biển là tới nhà tờ lò đó, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Thấy là chơi luôn đúng không? Thấy là chơi luôn nha, thấy là chơi luôn nha. Deadpool đâu? Đấy, sao lưng? Trời ơi, trời tối quá, không nhìn thấy gì. Không à đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Xuống đây là tới nha anh em. Đâu vậy, đâu vậy? Đâu, 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 đây, 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 đây. Tiến lên anh em ơi. Quan trọng là chúng ta phải biết TL ở đâu, ông cứ đi chỗ nào ấy chứ. Đây TL bên đây chứ đâu nữa. Tới làng rồi nè. Làng đâu phải chỗ của TL đâu. TL ở làng cùng với anh John. Nhưng mà bây giờ mấy ông ấy đi ra chỗ khác rồi, làm gì ở làng nữa. Mình phục kích. Đâu nãy là anh MK nói là TL về chuẩn bị đồ đấy. Không ở làng. Ôi thì ở đâu ơi. Không ở làng đâu. Vào làng xem, vào làng xem, chưa biết được mà ông. Tôi nghĩ không ở làng đâu, làm sao mấy thanh niên ở nhà được, tôi tưởng thanh niên biết chỗ. Coi chừng ông bắn ship á. Coi chừng ông bắn ship á nha. Đây 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 đây. Đi theo tôi nào. Đâu rồi, sao đi lẻ hết vậy? Tôi đây. Đi đi lạc, đừng để bị lạc, đi theo tôi nào. Đi 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 một chỗ thôi. Đi một chỗ thôi, đi theo tôi, đi theo tôi đi. Ok ok ok. Tại tôi nghĩ mấy thanh niên không ở nhà đâu. Ây da. Ở đâu nhờ? Đây 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 chỗ, anh em thấy cái chỗ cao cao đằng trước không? Đi ra đầu tụ, đi ra đầu tụ. Lát nữa về bắt giam đi ra sau. Đây 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 cái chỗ cao cao này nè anh em ơi. Lát nữa rủ Kira đi. Tôi nghĩ là chỗ này, tại vì ngày hôm qua là ổng với ông John đi mai khu này nè. Đây nè, ở dưới đây nè, ở dưới đây nè. Đang đi mai mà, ông xem tờ là chát lên kìa. Đâu đâu đâu, ở dưới đâu. Ở dưới này nè, nhưng mà đừng xuống. Đây. Bây giờ mình phải đào từ từ xuống mới được. Mình xuống là chết á. Xuống đi, có nước mà. Có nước nhưng mà bị ngập, bị ngập. Mình tạo cửa, mình tạo cửa. Tạo cửa được không? Được, 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 được. Đâu, đâu, ông làm đi xích. Đây, đây, đây. Ở dưới này nè. Khu này là khu đi mai ấy. Ôi, cái kiên. Ôi, đưa kiên đây. Đây, 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 sorry. Bây giờ làm sao để không ngập, để mà mình đi xuống đây, dưới đây nè. Xuống đi. Ok. Đi 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 đi, xuống đây mấy ông ơi. Bị ngợp ông ơi. Không hề. Xuống okay, đây, xuống okay, đây. Ok. Thôi đừng chơi khô máu thế nè. Ôi. Gì đây? Xuống luôn anh em, xuống luôn không sao. Xuống thẳng luôn. Nhảy xuống thẳng luôn, nhanh lên. Ok nha. Tôi sống nha anh em. Okay. Ui ghê thế nhờ. Có cái lồng spawn này, Đây rồi, đây rồi, vô hang ổ rồi. Săn TL, em phải săn TL. Quy cái hầm dưới đây. Rồi, tản ra nha anh em. Đừng có tản, bị bắt lẻ mất hết đồ đấy. Ui có lòng spam nè. Đi chung đi. Đừng có đập. Đừng đập nha. Đi chung đi. Đi. Mất đồ đấy. Ai có đuốc cặp đuốc lên đi anh em. Ai có đuốc cầm đuốc hộ tôi phát tôi. Tôi dẫn đầu nha, tôi nhiều máu nhất. Tôi nghĩ hình như ổng đi mai trong khu này anh em ơi. Tôi xuống đây nào anh em. Đi chung nha. Cẩn thận nha. Ok nha. Coi chừng lava nha.
Đi săn luôn mà, xoắn gì? Sợ gì? Trời ơi. Ê, nào mới được cơ? Có chân, có chân. Từ từ mọi người nhìn xung quanh coi có thấy tên tàu không? Ừ, nhìn nhìn xung quanh, tất cả đừng đừng đạp vào lava nha. Ok nha. Ui giời ơi, Kira tới kim cương rồi à. Ê, Kira lấy kim cương luôn ạ. Ổng ở đâu nhỉ? Mọi người xem coi có thấy tên không? Khó ta. Qua đây nè mọi người, qua đây nè mọi người. Đi đi xuống 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 xuống. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Nè nè nè, cái cục này đi. Tập trung ở đây đó, tập trung ở đây đã. Ui, khu này rộng quá. Ê, có vàng nè. Vàng gì tầm này mấy ông anh? Bây giờ đánh kiếm dẫn nhau mà. Lấy đi, đi đi. Đi lên đây gì tầm này mới. Mai để sao nha, mai để sao nha. Ok nha. Bây giờ là khu mấy ông rồi. Đường này có đúng không đây? Đường này đúng nhưng mà tôi không biết ổng đang mai ở đâu ấy. Trong hang động này chắc chắn có nè. Tại... theo mọi người thì anh phải đuổi kế hoạch thôi, giờ phải cam đâu mới được cơ. Theo mọi người thì mọi người sẽ đi mai ở đâu? Ừ, chắc dọn cho khác rồi anh ơi, chỗ này qua mai rồi mà. Đúng rồi, cũng có thể là vậy á. Mỗi mỗi ngày mai khu á. Đi lên đi, đi lên đi, đi lên đi. Căng nghề. Đi lên thôi, đi lên. Mọi người để ý cái tên nha. Chừng bị úp sọt á. Đi một mình. Đúng rồi. Kẻ lưu vong đúng không? Đúng rồi. Kiểu như hay không không có theo ai hết, đứng giữa hay không? Thì hey, tôi nghĩ chúng ta phải làm một phi vụ với Kira rồi thôi. Đấy, rồi thay đổi suy nghĩ tư tưởng. Mình đổi chiến thuật nha sách. Chiến thuật lúc nãy để, thì... để tôi nhắn tin riêng với Kira nha. Ok nha. Lên xong chưa anh em? Chưa đó ông ơi, đang gần lên này. Phải nồi tôi lên tới luôn nè. Tôi tầng lên tầng 1 rồi nè. Ui tầng 1 chắc cũng còn hơi xa. Cái thú kia ra không ổn chứ ơi. Tôi cũng chưa chắc nữa. Như nào, bây giờ tình thế ép buộc thôi. Chẳng làm đồng đội được. Tình thế ép buộc rồi. Đúng rồi. Giờ bóc buộc thôi. Bây giờ nha, bây giờ mấy ông biết tọa độ của kia luôn. Ok, biết tọa độ của thành mình chưa? Deadpool biết chưa? Cái chỗ 313 nha, 313 313. Âm 313. Trời. Kim cương nữa nè. Sao rồi chat, sao rồi? Tôi gửi lời nhắn rồi, không biết là Kira có ấy không? Có vẻ không an toàn lắm á sách. Không an toàn gì? Tôi sợ. Không sợ gì đâu. Mình full đồ đúng không? Ừ. Ui, cuối cùng cũng lên này. Ông biết cách nhắn, ông biết cách nhắn thì thầm chưa? Trời, tôi biết à. Ông biết cách nhắn thì thầm thì ông nhắn cho Kira. Ông bảo là bây giờ đang tôi đang cô đơn một mình. Đấy. Okay. Ông làm sao để dụ nói chung là qua Kira chỗ tọa độ Kira nhá. Bảo là muốn sống cùng Kira, muốn đi cùng Kira hiểu không? Ok. Đấy xong bọn tôi đi theo nhá. Ok, ông okay. Có làm hại gì Kira vậy chứ? Không, không như... tụi tôi qua để bàn bạc thôi. Rất lương tâm lắm. Qua bàn bạc thôi chứ bây giờ Kira muốn như vậy thì khá khó. Tôi không muốn làm bên TL đâu. Đúng rồi. Tụi tôi cũng không muốn giao tranh nữa đâu mà. Đúng rồi. Để tôi thương lượng với Kira. Ông nhắn luôn đi, ông nhắn luôn đi. Ok. Nhắn luôn đi. Nhắn thì thầm nhá. Thì thầm nhá, thì thầm nhá. Sách nhớ đường về ông sách. Nhớ, nhớ, nhớ. Tôi lưu đã đổ hết mà. Ê, để mình lưu cái điểm này lại đi, sau này mình có đi xuống đó rồi mình đi này nè. Ô, đây là làng của TL luôn nè. Ừ, cứ lưu tọa độ điểm này lại phát. Để sau này mình có qua, mình đột nhập, mình đi đường này nè. Rồi, chế tạo TNT. Ok đó. Chế như nào nhỉ? TNT chế như nào nhỉ? Chứ nãy giờ kira đi là, tôi nhắn với Kira rồi. Kira nói là ông Kira muốn, hiện tại Kira muốn ở một mình thôi à. Kira không muốn. À, khó đấy. Nghe đề phòng quá. Cao quá. Ê, ông nhắn với TL đi. Bảo là ông cần cưu mang, ông muốn qua team TL. Hợp lý á, tôi nghĩ được á, rồi bao quay. Nhớ ông nha. Tôi lỡ, hồi nãy TL là chiều nhắn tôi.
xong rồi Tê lại hỏi tôi là ông chọn bên team nào, tôi lại nói là tôi bên CEO, xong rồi cái Tê lại nhắn là hẹn ông ở chiến trường. Thế bây giờ ông bảo à thế ôi ê rồi ba ơi, bây giờ như này ông ngủ ở đây đi, ngủ đây xong rồi bọn tôi sẽ giết ông, hiểu chưa? Okay. bây giờ ông sẽ spawn lại chỗ đây, bọn tôi sẽ trả lại đồ cho ông, bây giờ Zio sẽ giết ông, xong rồi ông bị chết trên màn hình, xong ông sẽ nhắn cho TL là ông bị Zio giết, xong rồi đúng. TL bây giờ tạm thời là vậy nha Robo, tạm thời là vậy nha, không thấy ổn không? Nhưng mà ổn không? Ổn lắm, tôi thấy hơi sợ sợ. Ông tháo hết đồ ra đi, đừng sợ. Chúng chạy ta tôi cấp đồ ông mà. Ông tháo hết đồ ra tâm, đi để Zio giết, xong rồi sẽ hiện lên cái thông báo là ông bị Zio giết. Đúng như vậy thì ta làm mới tin được chứ. Chứ bây giờ ông là. Hay là để tôi ở với mọi người đi. Quyết định vậy nha, Rabo. Chứ tôi qua bên TL bây giờ cũng là. Không phải. Không phải là ông qua bên TL, mà là ông xin tọa độ TL để ông đi đến chỗ đấy, xong bọn tôi đi sau ông, hiểu không? Đúng. Bọn tôi út sọt TL á, hiểu chưa? Mình nhử thôi. Ừ, chứ có phải là ông qua lâu dài đâu. Hợp lý không? Ok, ông cứ tháo ra bên đây rồi. Ông sẽ hồi sinh ngay tại đây rồi tôi sẽ. Ông ném ra đây đi. Rồi cứ mặc lại là ok à? Chắc chắn là okay. TL sẽ rất là hận tôi. Không đâu. TL đã hận mọi người rồi mà. Bởi vì TL hận mọi người mà, bởi vì TL đâu có muốn cùng team ai đâu. TL đang hận tất cả mọi người trong server mà. Ok đấy, mọi người đi. Thôi. Giết đi Zio. Đó, giết tôi đi. Ngủ đi. Ơ ông ấy tỉnh. Để im cái giường đấy, để im cái giường đấy. Ông phải tỉnh dậy rồi bố ơi. Rồi. Rồi ok. Ok. Ôi rồi bố đâu? Rồi đấy, mọi người bắt đầu tin rồi. Ông mặc giáp vô. Mọi người bắt đầu tin rồi. Ông mặc giáp vô Robo ơi. Ôi ông nhắn tin riêng cho TL đi, bảo muốn cưu mang, bảo mất hết đồ rồi. Muốn qua phe ở TL. Từ nha, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đánh lạc hướng nha. Ok. Rồi. Chúng ta ăn nói cả mất dạy tí. Ok, chúng ta tạm thời đánh lạc hướng đi. Bây giờ cho tạm thời cho TL với mọi người tin là vậy. Rồi bao tí ông đừng mặc đồ lại nhá. Ông tìm được tọa độ của TL, ông đừng có mặc đồ lại. Ông cứ đi ấy thôi. Căng thẳng quá. Căng thẳng quá. Pha này chăm sự nhờ Rabo nha ông. Xong pha này tôi gửi ông kim cương nha. Ừ. Nếu mà muốn tìm TL ông phải có ngựa có thuyền á. Anh em chế tạo sẵn thuyền đi, không là TL xuống dưới nước á. Ok. Chắc cầm sẵn cho mình một chiếc thuyền đi. Ờ, mỗi người một chiếc thuyền đi. À, hay quá ông ơi. Chăm sự nhờ ông nha. Dạ, sẽ cố gắng tìm ra địa chỉ. Chăm sự nhờ ông. Bắt buộc phải có cái XYZ, xong chúng ta đi theo. Chỉ cần lộ nhẹ một phát. Không, hay là bây giờ Zio giết thêm Rabao lần nữa, xong Rabao lại giết thêm Zio lần nữa xem. Ừ nhờ. Ừ, cho nó gia tăng niềm tin. Thôi rồi, để đánh cái giường này, để đánh cái giường này. Ê, nếu mà vậy có bị lộ không? Lộ làm sao được? Chắc không giết được CEO rồi, tại vì CEO full giáp mà. Ờ. Đây, sát giữ giáp dùm cho sát. Ờ, ok. Không, ông không cần chết đâu. Cứ giết Rabao đi, xong rồi tí nhiệm vụ hoàn thành thì lại trả lại team cho Rabao. TL rep gì? TL rep tôi là đâu vậy? À. Dạ, ông đưa cái tọa độ đi. Dạ tôi hỏi tọa độ của TL ha. Hỏi tọa độ TL đi. Hoặc là ông bảo là ông đưa tọa độ hay là tôi đưa của tôi. Căng. Tôi sẽ đánh lạc hướng nha. Ok đúng rồi đấy. Không lộ quá gì ơi. Cứ giữ mindset để tôi đi. Lộ quá. Không lộ. Anh em xuống cái hố này núp đi anh em ơi. Hồi TL thấy đi ngang thấy đấy. Mọi người núp đi. Giữ ship nha anh em, Ok nhá, trời sáng rồi kìa. Đây. Anh em vào hết đây. Tôi thấy là có vẻ tiến triển sắp đặt. Chưa biết được đâu, bởi vì chính cái kế hoạch này là TL chỉ tôi á. Để dụ ông á, mới đầu á. À. Nên là chưa chắc đã dụ được TL đâu. Hên xui ông ơi, thôi chăm sự nhờ Robo thôi. Vào đây đợi. Thôi. Căng quá. Căng nhỉ. Tại là thông minh ơi, nha. Rabao ơi, ông cứ thoải mái đưa XYZ nha. Ok nha. Mọi người nhớ giữ ship nha. Giữ ship nha, đừng có lỡ nha. Ai chưa ăn thì ăn đi nha. Ừ.
bước của mình hiện tại là bao nhiêu vậy? Đây 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 đây. Đây tôi. Anh em còn đồ ăn không anh em? Còn nè. Tôi ghi tọa độ cho ông này. Xin ít quá. Zio đọc tọa độ cho tôi đi để tôi ghi cho R3. -1046. 1046. Z là -211. Tôi bảo nếu ông cứ xem như nào, nếu mà TL đồng ý qua ấy thì ông rời group luôn nha. Ông cứ rời group luôn nha, không là ông phải out group á. Đấy, chắc bị phát hiện á. Ông lộ đấy, xong rồi ông nhắn với bọn tôi nha. Nhắn nha. Tại là bút dung nham. Anh em bút dung nham rồi. Cẩn thận nha anh em. Chết rồi, bây giờ đông mà. Không, tôi sợ anh em bị dính dung nham nó trừ máu dữ lắm. Không xuống được. Sợ bị loạn ấy. Bây không giờ sao, kể cả kể... Bây giờ thế đây tôi có một xô nước ở đây rồi, thoải mái đi. Một xô bây giờ trong cậy vào ông á. Thấy thanh niên bắt đầu nghi rồi. Không dễ ăn đâu. Xem cái đài. Sao rồi? Nói là để tí tôi lên mặt đất đã, vậy thì là nãy giờ đang như mai. Ồ, vậy là đang dưới đất. Anh em cứ ở đây đi. Nhanh anh em ơi, nhấn lội cái nút ship luôn rồi. Không, cơ bản là chắc giờ cũng chưa cần ship đâu. Chưa cần đâu. Chắc cậu ổng cũng đang ở xa, tại tôi chưa thấy tên nè. Tôi đang quan sát được tất cả đài. Dậy á, TL nhắn dậy, TL dụ lại á, đợt trước tôi bị thế mà. Sao rồi, rồi không? Đây, TL nhắn với tôi là bây giờ ông biết cách tới chỗ tôi, ông để tôi đưa địa chỉ. Sao mà tôi nhắn là phải ông đưa cho tôi đi để tôi chạy qua, chứ đứng đây cũng ghê quá. Gần mấy ông. TL chứ phải nhắn tôi địa chỉ. Nhưng mà chắc chắn là TL sẽ thủ như đó mình đó không? Thủ thì mình chơi luôn, mình đông mà. Ý là TL có thể đứng xa, đứng từ xa để thám hính á. Ừ nhờ, nếu mà ông đứng ở đó thì nếu mà tụi mình chạy thì có thể sẽ bị lộ á. Đúng rồi, sẽ có thể đứng xa, nên là mình phải có một kế hoạch thôi. Bây giờ mọi người có kế hoạch gì hay hay không? Bây giờ mình tản 22 hay là chúng ta đi 44 luôn? Bây giờ chúng ta đi 44 thôi, tản dễ bị úp sọt lắm. Ừ, nếu mà bắt 22 cũng nghi á, thanh niên nó hình như được cộng thêm máu, có solo 3 nữa. Bây giờ Zio với cả WinZ ở đây đi. Em với Deadpool vào trong làng. Ok nha. Vào trong làng trốn hiểu không? Rồi ra sao kêu kịp? Sao không chạy ra kịp? Biết đâu được ông ấy sẽ chạy vào làng thì sao đúng không? Hay là ông đi với WinZ đi, chứ tôi máu ít mà WinZ còn giáp sắt nữa thì cũng không. Thế anh Deadpool đi cùng Zio đi. WinZ đi ông ơi. Deadpool vào đây đi ông ơi. WinZ đi đi ở đây ông ơi. Let's go. Chắc là TL đang suy nghĩ á, tại vì tôi thấy TL nhắn lâu quá. Chắc chắn rồi, TL có thể, thanh niên đang tính kế gì đấy. Ê, có thể xây 7 nha. Ừ, có thể xây 7 nha. Thằng trước ăn 7 anh sẽ kiểu như chắc hàng tôi trước không, tôi có nói dối không á. Đúng rồi. Ông có đồ gì xịn trong người không, Robo? Ở đây viên chết rồi. Tôi đấy hả? Tôi có đồ xịn đấy. Ê, tôi có một kế hoạch như thế này. Ông nói xem. Là trong lúc tôi chạy tới đó thì Zio vẫn sẽ dí tôi để chém tôi không? Hãy núp xa một tí không? Ừ, hợp lý nha. Ê, nếu mà mỗi Zio thôi, mỗi Zio thôi. Đúng rồi, máu một Zio. Đúng. Tại vì tôi máu ít á, thanh niên cũng không có được cảnh giác đâu. Đúng rồi. Cũng hay không? Quay lại xử Zio, anh em quay lại xử TL luôn. Zio mất bao nhiêu máu cũng được, nhưng mà mình sẽ xử TL liên tục để lấy ấy, hiểu chưa? À, rồi sau đó chúng ta mấy cái săn gì vậy? khi mà TL bay xuống cứu tôi để giết Zio á, thì gọi là TL sẽ gọi là chạy tới chỗ tôi và mọi người chỉ cần việc đó chính là chạy ra thôi, hiểu không? Mọi người cũng cần phải lộ mặt hết. Sao tôi nghe rất cứ ghê ghê kiểu gì á? Mục đích của TL là cứu tôi, hiểu không? Nên là tại vì mình không biết được vị trí thật sự của TL nằm ở đâu hết, và mục đích thật sự của mình là mình phải dụ TL ra được cái chỗ tôi đang đứng, hiểu không? Nên là chỉ cho Zio giết tôi. Để cho TL thấy vậy, TL bay xuống, TL cứu tôi. Là TL đã xuất hiện, là mình đã xác định được vị trí của TL. Thì mọi người chỉ cần việc ra đi chiếm TL thôi. Giật mình. Ok ông ơi. Nhưng mà ổng tới đâu rồi ông? Chưa nhắn gì hết, ổng vẫn đang cảnh giác lắm. Nghe chốt chuyện ma với anh em. Rùng rợn quá. Sao yên lặng quá vậy? Ngắn quá. Để tôi hỏi lại coi. Pha này setup là hay đầu tư nha. Không biết có thành công hay không đây.
Stella sẽ rất là hận tôi. Không sao đâu, yên tâm đi. Yên tâm đi, yên tâm đi. Phe đồng minh lúc nào cũng luôn bảo vệ. Nếu mà chúng ta mà chơi trội hơn nữa, chúng ta out hết server. Xong rồi đến lúc gần đến chỗ ra bao rồi vào hết lại. Thôi nếu mà như vậy thì ừ, như vậy cũng hơi khó. Miễn là chúng ta dụ được TL ra là đổi không? Thấy được bị. Ủa ông đang đứng ở trên cái cục vuông vuông hả? Cố gắng dụ TL đi. Tôi đang nói là tôi đang muốn chỉ cục đất mà. Tiện thể dụ luôn cả Kira đi ông ơi. Biết đâu được một... okay. Biết đâu được chúng hay đích. Tại vì nãy ông bị giết mà. Kira diễn tin tôi hiểu không? Mình cứ diễn hết sức. Diễn. Phải dụ TL vào bẫy được. Rồi sao ông? Sao ông? Giữ ship đi ông. Tôi hỏi tôi là ổn không ông, sao sắp đuổi kịp tôi rồi. Thì thầm rồi tôi là nói với tôi là từ từ ông, tôi đang lấy đồ để phụ ông nè. Ôi, nhà là tôi là sẽ có nguyên cả đội hình luôn ấy. Tôi là set up. Tôi là set up ghê lắm ấy. Xong rồi cái tôi mới nói là cảm ơn ông nha, sau lần này tôi sẽ nhớ ơn ông. Hiện tại server à. Đấy cho nên là anh em có thể thoải mái. Do tờ lờ nhá, tờ lờ chống lại mọi người do mà. Do tờ lờ thôi, do tờ lờ thôi. Đúng, tụi tôi muốn hòa bình mà. Càng hẳn quá. Sao trời lại tối nữa rồi? Trời, tôi đứng đây tôi sợ ma thế đó. Nha. Ngồi đây cả mấy ngày mấy đêm rồi đó. Bạn, ví dụ này đêm nãy giờ muốn là... gần 6 ngày 6 đêm rồi đó. Get go được rồi đó. Thanh niên chắc chắn là đang setup cái gì đấy. Đợt trước thanh niên setup chat cũng lâu lắm chứ không phải mỗi di chuyển đâu rồi bao ạ. Đi tìm đi, hay là bây giờ mình đi tìm luôn đi. Rồi nhưng mà tôi thấy thanh niên đang dưới hang ấy, không đi tìm được đâu. Từ từ nha, tôi đi dạo phát. Nhưng mà mình cứ bất chấp đi mấy ông, không sao đâu. Bây giờ bị lừa rồi. Không, tôi là làm sao chơi trò đấy được, không tìm không thoát đâu. Bây giờ tôi với ông đánh ăn ông sách cho hai ông kia đi làm việc ấy, tại vì cũng mới á. Đúng rồi, tôi chưa làm gì hết. Bây giờ là tôi bay kế hoạch mọi người luôn. Không sao, ông cứ dụ đi ông ơi. Ok, đây có cái điều đằng này quá trời luôn. Ở đây có cậu tuổi nữa. Ôi đây, tôi lấy cái gì. Ui, ổng ao rồi. Đúng rồi, tôi là ao rồi. Tôi trừ ấp luôn rồi đó. Hay là mình dừng kế hoạch tại đây đi. Tôi nghĩ bị lùa rồi đó. Bây giờ mọi người cứ quay về đi. Kế đây, hoạch này coi như là... Kế hoạch sẽ không... Tôi đi. Để tôi là vô. Không, tôi nghĩ phóng lao phải theo lao luôn ơi. Kế hoạch cũng được 50% rồi. Không dừng lại đâu. Đó, để giờ làm tôi là vô, mọi chuyện sẽ bắt đầu cũng biến tiếp luôn. Mình phóng lao theo lao luôn cơ. Ông theo luôn hả? Ôi, phải theo luôn, tôi muốn giết lắm. Thế tôi với ông. À đây, ui, wow. Biết ngay mà. Đấy, trở lại kìa. Đấy chưa. Thanh niên làm gì, ơi. Cẩn thận mấy cái tên. Có vẻ như là tôi là đã biết tụi mình lập chiến thuật hay sao mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lên đây mình xây nhà thôi. Để coi mấy thanh niên kia xây nhà ở đâu vậy. Ô mình thấy ở đằng này hình như có ai đào vào để đi mai nè mọi người à. Uầy, khu nhà của ai ấy. Mình chết không biết có xây nhà ở đây không nữa. À mọi người về đây nè. Ủa còn nó sết đâu ta. Ủa nó sết đâu nhở. Ủa Deadpool Winzet thấy nó sết đâu không. Không. Đâu ta. Mọi người xây nhà ở trên đây cho an toàn nè. Tại em thích xây đâu trong khu này là được. Đừng xây dưới, ở dưới dễ bị đánh quá. Với lại hang động nhiều nguy hiểm quá. Tôi nghĩ tụi mình xây cái thành rồi xây thêm cây nữa, mình tạo một cái địa đạo luôn á. Hợp lý á. Nghe có vẻ ổn đấy. Ổn ngay. Có tin hot sao rồi. Sao đây? Tôi đã nhắn mở lời hiệp ước với anh Captain rồi. Xong rồi anh Captain bảo là tuy không chống lại được nhưng không để mất tình anh em kết nghĩa, đụng là đập. Ông thấy chưa? Ông không có thể gọi là thần phục được anh Captain đâu. Rồi, anh đã nói thế rồi. Bây giờ tôi sẽ dụ anh Captain ra đây nha.
Tôi sẽ đi chỗ nha, có gì tôi chat Z lên là nhưng anh... mà tôi nghĩ là đang trong group với cả anh Captain với cả TL hết rồi, nên là ông nói gì là hai người cũng sẽ bàn với nhau thôi, tôi thề. Cũng đúng rồi. Ấy sao đập chi vậy? Tôi xây nhà mà, nhà tôi mà. Không, ý tôi là cái này đẹp mà. Không, tôi để bằng cái gỗ khác ông ơi. Ok nha, bây giờ tôi sẽ đi dụ ảnh ra thử đây coi có được không. Cố gắng dụ đi ông ơi, chứ bây giờ khó rồi. Ok nha. Ok mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi dụ anh Captain ra. Mình có con ngựa chạy nhanh lắm, hai người cũng không có giết được mình đâu nè mà. Bây giờ mình cũng không biết là anh Captain đang ở đâu nữa nè. Kira thì hình như là đã... vẫn còn trong server. Mình dụ thử nha. Captain đúng không? Thầy. Alo anh. Đây, bây giờ mình phải đi dụ ảnh ra thứ hai. Không biết có dụ được hay không. Có thể mình sẽ bị dụ lại đấy. Để coi. Mình nói là mình sẽ tặng ảnh một tí đồ. Không, mình xin thêm. Em đang... Từ. Mình sẽ hỏi là ảnh đang ở đâu nha anh em. Từ nha, mình có con ngựa mình đi rất là nhanh đó mà. Cũng đã phải chạy bộ nhiều. Khu spam hả? Khu spam sao mình không thấy ta? Từ để mình bật mic lên coi thử coi. Alo. Ủa sao không thấy ai vậy ta? Không thấy ai anh em ơi. Như vậy là bên ở bên khu kia rồi. Ở bên khu của tờ L rồi anh em à. Từ từ nha, bây giờ tôi sẽ chạy qua bên kia thử. Xem coi là mình dụ được hay không nha mọi người. Bây giờ phải mấy thanh niên kia có thêm một con ngựa nữa thì hay biết mấy nha. Bây giờ mình xin ảnh thử cái yên thôi được không ta? Captain à, anh còn dư cái yên nào không? Đấy, mình sẽ giả vờ nha anh em. Khu spam là ở đâu ta? Hình như khu spam bên nhà ảnh hay sao ấy. Rồi luôn, không có luôn à. Từ từ, bây giờ mình sẽ chạy bên kia coi thử mới được anh em ơi. Phải đi mới biết được. Không được rồi anh em ơi. Bây giờ anh Captain thì không có muốn lộ vị trí anh em à. Cho nên là mình nghĩ là cái phi vụ này... anh out luôn rồi. Phi vụ này thất bại rồi anh em ơi. Có thể tôi sẽ thực hiện cái phi vụ khác mới được. Chắc phải đổi kế hoạch thôi em à. Kế hoạch này không thành công rồi. Mà công nhận có cái con ngựa này đi đã thật sự các bạn à. Đã phải gọi là đi bộ từ từ. Nó đã thật sự luôn. Nó đi đúng nhanh luôn. Không bị đói nữa anh em. Quá tuyệt vời luôn ha. Wonderful luôn. Đây từ từ cắm mic tí đuốc lên đây cái. Không biết anh em còn sống không nữa. Đây. Deadpool à. Ôi thân đi nói sớt đâu nhờ. Alo. Alo, tôi đang xây nhà ông ơi. Ui, hình như bị lộ rồi ông ơi. Tôi hỏi vị trí, ông nói là ông né rồi. Chả thế thì sao? Bây giờ ông với VTL là dính đến nhau rồi. Bây giờ ông ấy không... Ông phải hiểu như này. Bây giờ ông ấy làm gì có nhu cầu nói chuyện với ông làm gì đúng không? Đúng, tôi đang... Vị trí cho ông làm gì? Tôi đang giả ngu. Ông không giả ngu ở đâu, ông biết thừa mà. Với cả đợt trước lại còn đang giết ông, lại còn đang lấy máu của ông nữa. Khó thế nhở? Khó mà, bây giờ chúng ta... Bây giờ chúng ta mà trong khi chúng ta lộ vị trí nhà của chúng ta rồi cơ. Chết rồi, bây giờ mình cũng bị lộ rồi. Mình hơi bị bắt bại ấy. Ủa bị bắt lợi ấy. Bị bất lợi mà. Nói chung là chúng ta cũng sớm phải tìm ra nhà mấy thanh niên ấy thôi ông ơi. Bây giờ tôi sẽ đi xây cái hàng rào nha ông. Với cả cố gắng làm thêm nhiều vụ... nuôi thêm nhiều chó ông ơi. Đúng đấy. Rồi, đúng, hợp lý, hợp lý. Nuôi thêm nhiều chó ông ạ. Ông cũng là một trong những chú... Ê... Ông cũng là một trong những người anh hùng chưa. Được. Thằng nào bắn đấy, con nào bắn đấy? Con này này. Người bắn nó phát nhá. Ok nha. Nhìn. Thôi bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ đi lấy đá tôi xây thành thôi. Ok. Anh em cứ xây nhà ở đây đi, sao cho thành cái mê cung là hợp lý. Ok. Cẩn thận nha. Deadpool đi, em còn cái hàng rào nào không? Rào nào anh? Hết rồi, còn đá không à? Ok. Chết rồi các bạn ơi, con ngựa mình giờ để đâu ta? Mình nghĩ mình sẽ đào để nó xuống đây trước nha mọi người. Cho an toàn. Ui, cái phi vụ này thất bại thật sự ấy mọi người à. Mình đang định đi rình mò mò. Coi phi vụ được hay không nhưng mà không được. Thanh niên này thông minh quá, thanh niên chắc biết bị lừa ấy. Ok nha, mình sẽ bỏ những cái thứ gì ra bây giờ ta. Bỏ block ra đi.
Rồi, tạm thời mình sẽ nhốt con ngựa này lại. Con ngựa này hiện tại nó khá là nhanh anh em ạ. Từ từ, bây giờ mình sẽ bắt đầu lưu thêm một cái biển này lại nữa. Cắt cái block này vào cái đã. Đây. Rồi, chúng ta sẽ làm thêm một cái biển nữa nha mọi người, để mà mình đánh dấu cái cột mốc này lại. Cột mốc ngày hôm nay là chiến dịch thất bại anh em ạ. Hôm nay cũng là ngày 2 tháng 5 luôn đúng không ta? Tại vì mình ở trên đầu này nè, thì khi mà họ qua thì mình còn thấy được nha mọi người, mình dễ chạy hơn. Tại vì ở dưới nó chạy lên rất là chậm. Còn ở trên thì mình chạy thì nhanh hơn. Tại vì ở dưới đi lên thì chúng ta phải bị đi qua đồi này nọ đâu. Cái cầu này mình nghĩ là sẽ làm một cái cổng cho nó an toàn các bạn, chứ cơ bản là bây giờ chưa có cái gì để mà bảo vệ hết, cũng khá là nguy hiểm. Để mà kích hoạt ấy. Chúng ta sẽ kích hoạt. Ghi cái biển cái đó. Ngày 2 tháng 5 2022. Kế hoạch đầu tiên. Sau 3. Từ, kế hoạch đầu tiên thất bại sau 4 ngày. 4 days. Ok nha. Rồi mình cứ ghi lại mấy cái cột mốc này nha anh em. Để mà mình còn nhớ lại lưu giữ những cái kỷ niệm anh em ơi. Ui mấy ông này bắt đầu xây nhà rồi đấy. Nhà mình giờ chắc cũng bắt đầu xây là vừa. Nói chung là nhà thì cũng chưa cần xây vội đâu. Bây giờ tôi sẽ xuống lấy gỗ rồi này nọ cái kiểu. Ui anh MK vẫn còn ngồi ở đây anh em ơi. Tính ra là hôm ngày hôm nay mọi người ở trong server cũng hơi lâu ấy. Thường ngày mọi người đã đi vắng mất tiêu rồi. Ok bây giờ tôi sẽ chặt mấy cái cây nha. Cái cây ở dưới này á, để mà mình làm cái khu rừng á mọi người à. Để có thể đánh lạc hướng nữa. Vừa đánh lạc hướng vừa chặn này nọ với cả cản tầm nhìn đó anh em. Cũng khá là hay á. Chứ không phải là cái khu rừng này là chơi đâu. Thì cái chỗ này thì mình sẽ cắm thêm nhiều đuốc hơn để mà thấy rõ hơn các bạn à. Giờ lỡ có bị tấn công á thì mình còn tính tiếp được. Thanh niên tào lao không chịu cái hiệp ước hòa bình rồi. Hơi khó nha anh em. Hơi khó. Phải pha nãy hòa bình là tụi mình đã an toàn xây nhà cái kiểu đồ rồi. Mà mình cũng không biết nhà của thanh niên đâu nữa nè. Cũng hơi khó thiệt. Giờ lại lấy gỗ thôi. Lấy cái này nó rụng xuống, sau đó chúng ta qua chúng ta lấy cái mầm trồng tiếp. Nhưng mà nãy mình cũng lấy được của robot một tim anh em. Vậy là máu của mình hiện tại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim. 7 tim. Người bình thường tới 10 tim lận. Chúng ta vẫn còn thiếu 3 tim lận anh em. Cũng hơi khó đây. Rồi, có mấy cái mầm cây rớt rồi nè. Bắt đầu trồng lại thôi. Quá khó. Mấy thanh niên ở trên xây nhà kinh phết nha. Mình thì không biết xây nhà như nào cho hợp lý. Mình chỉ xây gọi là kiểu bình thường nhất có thể thôi các bạn à. Bình thường hơn cả bình thường các bạn. Đây, khi nào ổn mới xây nhà đẹp. Chứ bây giờ mình xây nhà đẹp có thể bị phá cũng như toan luôn đấy. Rồi, ok. Chúng ta cứ xây nhà theo kiểu bình thường nhất. Ở đây thì... Ui, zombie cứ lên hoài vậy ta. Nên mình nghe có tiếng phantom hay sao ấy. À da, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Ôi dồi ôi, phantom. Phantom sao ơi. Nào ông đừng có kéo vào đây. Ui sao nó không đáp xuống nhỉ. Hỏi mấy thanh niên bắt đầu xây nhà rồi các bạn. Bây giờ mình tiếp tục xây nhà đi ha. Con phantom này cả đi. Sao nó cứ ngắm tới mình vậy nhờ. Khó chịu thực sự luôn á chứ. Rồi cả nó đi. Nó cũng không làm gì mình được đâu. Mình sẽ xây nhà bằng cái đá này thử là được không. Mày vô đây. 6 ngày 6 đêm thử thách đánh phantom. Rồi luôn, kẹt luôn. Thảo phỏng vô đây là mình lập xử nhẹ nó luôn đó. Vô đây. Phantom với chúng tôi này. Thì tụi phantom này nó yếu lắm ở đây mà. Cũng không cần phải lo gì mấy. À cái này chúng ta làm được cái cầu thang nè. Tính ra cái này cũng ngon phết. Cắt tí đồ cái đã. Cắt cái yên vào, rồi. Ok, cái này để làm gì các bạn biết không? Đây làm mấy cái trống này nè. Đó. Sao mình đặt nó không ngay nhỉ? Ripper dí mình đây nè bà. Ripper dí mình. Sao đây? Ơi. Nước. Xin đi. Sao nó cứ dí tôi nhỉ? Không hiểu luôn. Thanh niên xây nhà đẹp thế nhờ. Mấy thanh niên. Ok nha. Mình tiếp tục xây nha anh em. Sao tôi thấy cái nhà tôi nó cứ như thế nào nhờ. Thề nó cứ như nào thiệt các anh em ạ. À?